are, we are the Dancing Queen. Trời ơi, slide. Dancing Queen. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction cái trend đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội hiện nay. Và Phí Phương Anh sau một khoảng thời gian rất dài đã trở lại với là một cái MV mà sau cái nhạc khúc đầu nghe giống như trong mấy bộ phim drama vậy. Hả? Ủa sao cái khúc đó tự dưng cái mặt hơi sượng sượng ha? Cái quần lên lúc mới có vẻ hơi mệt á. Ở nhà bộ đồ này đẹp quá ha. Cái trên đầu á, tôi cảm giác giống như nó là cái kính của siêu nhân điện quang á. Ôi, nhưng mà có con ngọng kìa mọi người. À, phát hiện con ma dù nó đóng MV này. Nó nè. Trời ơi, ma dù. Hèn chi máy này không thấy nó. Mẹ ơi, hóa đã đi đóng MV cho Phí Phương Anh. Ô, oh, mi bộ này đẹp quá vậy trời. Ôi ôi, cái body kìa. Oh my God. Oh. Không, vậy là tôi nghĩ rồi. Có khi hả là body này người ta đẻ ra, người ta đã như vậy rồi. Mình không nên ghen tị với những cái mà người ta đẻ ra đã có các bạn không? Cái đó là trời cho rồi, trời phú rồi. Xong trời cho hết tất cả mọi thứ vậy. We are the dancing queen. Uầy. Mọi người có ai coi KLC không? KLC có đến tập quá tôi chưa ta? Wow. Ý, mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Hòa bình là Miss Grand đúng không? Ủa, vậy là bài này là quảng cáo cho Miss Grand hả? Cho em để thành một người mới. Và đêm nay đêm mà âu lo để say còn say. Nhưng mà tại sao cái chen này lại phải biến cho cái tóc mình nó bị xù xù như vậy ta? Ơi, đó đó, tại sao lại phải make up kiểu này vậy? Tôi muốn make up đẹp được không? Xinh vẽ thêm chân mây để bài nhạc này ôm lấy đôi chân em đang thiếu cháy. À, ê, nhưng mà cái phong thái này cũng kiểu Miss Grand lắm nha. Em để thành một người mới. Và đêm nay đêm mà âu lo để say còn say. Ôi, cái đôi giày nó đẹp nha. Makeup thật xinh vẽ thêm chân mây. Bạn này là chưa có sẵn sàng là để cho cái mặt bị bôi xó. Để bài nhạc này ôm lấy đôi chân em đang thiêu cháy. Trời ơi, hình như bạn này là đang hot lắm đúng không? Đang dữ dội lắm đúng không? Are we Dancing Queen. Trời ơi, slay. Đang slay. Thấy phát giật mình luôn á má. Ai chỉ vậy? Bà ấy mặc đúng cái áo huyền thoại. Trời ơi, con. Trời ơi. Make up thật xinh vẽ thêm chân mây để bài nhạc này ôm lấy. Nhép cái gì mà sai tùm lum à? Không, nhưng mà thiệt ra là phụ nữ thì ai cũng xứng đáng gọi là phụ nữ thì ai cũng xứng đáng có cái quyền làm đẹp và được xinh đẹp hết các bạn à. Chỉ là tự dưng những cái trước đó nó làm mình tâm lý thôi, chứ ví dụ như mà mình không biết đến cô Hai Báo từ trước đến giờ thì cái clip này mình thấy là vẫn là ok. Chẳng qua là từ trước đến giờ những cái hình ảnh nó làm mình bị tâm lý quá, mình chưa có vượt qua được cái tâm lý đó. Trời ơi, dịu quá, dịu. Cái này nữa nè, cái dây chuyền. Trời ơi. như là mấy cái clip review. À, bom. Bây giờ người ta là Mẫn Nhi rồi. Và đêm nay. Trời ơi, cái mặt slay chưa? Nó gầy lắm á, ngoài đời mới gặp Mẫn Nhi, bây giờ người ta là Mẫn Nhi rồi. Người ta Mẫn Nhi rồi, hiền lành rồi. Trời ơi, má đẹp dữ vậy trời. Trời ơi, má ơi. Nam làm mà phải nam cơ bắp làm nha. Ê, nhưng mà tôi nhớ cái bạn này. Bạn này hồi lúc mà tôi coi clip của bạn là bạn còn gầy lắm á. Mà sao bây giờ tập đảo quá vậy? Tập cái body ngon quá vậy?
đôi chân em đang theo cháy. Đôi này hay biến hình ảo lắm nè. Đâu mẹ, đứa nào mà kêu nghe bên tô khùng quá à. Giống như cô hơi quên bài ha, cô hình như cô hơi quên bài á. Má vẽ cái cây bút gì mà thấy ghê vậy trời. Nó chưa có đến đoạn biến hình luôn mà sao biến hình vội quá vậy ta? Ý là chưa đến đoạn đó luôn á, xong rồi kẻ mà ta tưởng giống như là cái lông ngực vậy đó. Bao cho em đẹp thành một người mới. Và đêm nay anh ảnh cơ quá vậy ta? Anh ảnh cơ quá mà. Mà cái tay dày là hiểu à. Sao ưỡng dữ, ẹo dữ vậy trời. Cái này nó phải ẹo vậy đó hả? Này ôm lấy, đôi chân em đang theo cháy. Đó trời ơi. Mà sao cái chen này ai cũng phải để che cái nách lại. Ủa, TikTok nó không cho lộ cái nách hay sao? Hình như không có được lộ cái nách đúng không? Trời ơi, Dancing Queen này sợ quá. Dancing Queen này sợ quá mấy đứa thôi. Dancing Queen này cứ... Ủa mà sao cái chen này con trai làm nhiều vậy ta? Dancing Queen mà nam làm nhiều quá hả? Cho em đẹp thành một người mới. Và đêm nay ây da, say, ok ok make up thật xinh. Đôi chân em đang thiêu cháy. Ây da, à. Ủa này là phải mất dạy quá. Sao vừa giống anh Quýt vừa giống... Ủa kìa. Biến hình em ơi. Ủa cái hiệu ứng chuyển cảnh hơi su nha. Nhưng mà cũng được. Ủa. Cái đó là cái miếng người quen. Ủa là bà biến hình chưa? Chắc tôi đánh bà quá. Bà biến hình rồi đó hả? Dạ đêm nay. Ôi trời ơi, mấy anh trai đầu tư quá. Còn có cả cái bộ tóc giả nữa. Khoan nha, có ai make up mà, có ai make up mà cái con mắt. Có ai make up mà cứ làm giống như là con mắt của mình nó có thể thực sự nhìn lên được cái chân mày của mình mà mình phải liếc lên tới tận cho nó luôn á. Đừng làm tôi thất vọng nha. Mình đã lỡ làm như vậy rồi, mình được biến hình đừng làm người khác thất vọng nha. Mình lỡ rồi nha. Nháy mắt cái nữa nha. Má ơi, nhìn cái chân của Phí Phương Anh kìa. Crown cho em đẹp thành một người mới. Và đêm nay đêm màu lo để rơi. Ê, nhìn tóc này giống tóc tôi hồi xưa quá à. Ê, cái tóc này giống cái tóc tôi hồi xưa quá à. Make up thật xinh, vẽ thêm chân mày. Để bài nhạc này ôm lấy, đôi chân em đang thiêu cháy. Cho em để thành một người mới. Và đêm nay bạn này có vẻ có tương lai nè, bạn này có vẻ tương lai nè, ok nè. Make up thật xinh, vẽ thêm chân mày. Để bài nhạc này ôm lấy. Bạn này có vẻ ok nè. Tôi biết ngay mà. Are we,
da. Quên gì rồi đúng không? Nhớ đừng quên ấn subscribe cho kênh Mickey để xem thật nhiều video nữa nha.